Ok anh em, xin chào anh em đã đến với kênh channel của mình nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em những cái màu mà hiện tại em bán nó rất chạy nhé. Đầu tiên là cái màu này, màu T3. T3 này thì em có chặt 7.5 nhé, chặt 7.5 nhé, chặt đâu chặt anh chặt 7.5. Cái này hiện tại bên tay em là cái này là 145 ngàn này, còn cái này là 185 ngàn. Vì sao nó có hai mức giá đó? Tại vì là nó được, cái này thì chưa được bó cản, còn cái này thì đã được bó cản rồi. Thì anh em xem ở trên màn hình đấy thì anh em cũng đã hình dung ra được rồi đúng không? Có cái đường vạt này này, có cái đường vạt này bên này thì được vạt, và đây có cái đường vạt này nó được bó cản thì nó được đẹp hơn, và nó được khi mình cầm ấy nó đỡ đau tai hơn. Ví dụ như cái này này thì nếu anh em nào mà về cũng bán được rồi ấy thì anh em cũng chơi được rồi. Cái màu này thì cũng để như thế này thì cũng chơi được rồi, nhưng mà nếu mà muốn sắc nét và muốn đẹp hơn thì là cái màu này thì đã được bó càn và đánh bóng rồi đấy. Cái đầu óc nếu mà anh em muốn, cái mức giá này là 185 ngàn. Nếu anh em muốn mà mua ốc titan nữa, đồ nữa thì là bên em có bán cho anh em kèm theo nó là 40 ngàn một cặp, 40 ngàn một cặp nhá, là kèm cả lục giác ấy, kèm cho anh em đầy đủ đấy. Đấy là anh em xem đây là 145 và 185 nhá. Nếu anh em lấy ốc titan thì là 40 ngàn nữa ha. Đấy anh em xem không, đấy nó khác nhau trời vực đúng không. Tiếp theo anh em xem đây là cái màu ứng vương ha. Cái màu ứng vương này thì anh em cùng trên tay em thì anh em cũng đã hình dung được rồi đúng không. Một bên phải là được bó cản và đánh bóng rồi, còn bên trái là chưa ha. Cái màu bên trái ấy là quên, cái chạc này là cái chạc 7.5 nha anh em, chạc đồ đồng chạc là 7.5, là cái này là 120 ngàn, còn cái này là 160 ngàn. Nếu như anh em muốn đồ ốc titan nữa là thêm 40 ngàn nữa ha. Anh em xem rồi đúng không? Thì cái video nào em cũng nói về vấn đề bó cản và đánh bóng rồi. Cái màu bên trái là chưa bó cản, còn màu bên phải là đã bó cản rồi ha. Cái màu này là 160 được. Nếu anh em muốn lấy ốc titan nữa là 40 ngàn nữa. Đây. Tiếp theo. Tiếp cái màu này là cái màu smart. Anh em cứ gọi là màu smart đi cho nó dễ nhớ ha. Smart là cái màu đơn giản, không cầu kỳ. Chạc này là cũng chạc 7.5 ha. Đơn giản không cầu kỳ, chạc 7.5. Màu này nếu như mà anh em lấy mồi nhỏ, mồi cái phối này ấy. Đây nè. Mồi cái phối này thì là chỉ còn 140 ngàn. Còn cái phối này phối mà được bó cán và đánh bóng rồi ấy, như trên màn hình anh em ấy, là 180 ngàn, là đã được bó cả mà đánh bóng rồi. Đây em xem cái sự bó cả mà đánh bóng của nó ha. Em xem này, sự khác nhau này của nó này. Một cả thì được bó cả, cho nên khi anh em cầm những cái nào mà đã bó cả đấy thì nó rất là phê và không có sự cẩn cả khi mình cầm để mình bắn đấy, cho nên là nó tiền nào của đấy ha. Còn nếu như anh em nào mà có máy ở nhà rồi thì mình về mình tự làm cũng được, còn không thì thêm 40 ngàn nữa thì để thợ bên em nó làm, tại vì thợ bên em làm cũng chuyên nghiệp rồi đấy nè. Đấy anh em thấy không, đẹp không đấy. Nói lại giá nhá, chắc 7.5, cái này là 140, còn cái này là 180, còn muốn đồ ốc titan nữa là 40 ngàn này anh em nhá. Đấy tiếp theo là cái màu này nó phường hoang xét ha. Thì như trên màn hình em cũng đã nói trong các màu kia rồi, bên này là được bó cản đánh bóng, còn bên này là chưa bó cản đánh bóng. Em nói giá luôn ha, cái này là 135, còn cái này là 175, là thêm 40 ngàn. Thêm 40 ngàn thì nó sẽ được bó cản đánh bóng như trên màn hình em xem đấy này. Đấy, đẹp mộng mơ chưa. Đó anh em xem thấy không, 175 ngàn, còn cái này là 135 ngàn. Ok, còn các cái khác thì em cũng đã nói qua rồi. Em chỉ có mấy cái màu sắc em sẽ nói qua về giá cho anh em sẽ hiểu á. Cái này cũng là chặt 7.5 nha anh em, chặt 7.5. còn cái này là chặt 7 này. Màu này là màu tê thiên ha.
anh em hay gọi là mẫu tề thiên. Mẫu tề thiên thì nhìn qua thì anh em nghĩ là nó giống nhau, nhưng mà khác nhau ở cái bo cán và đàn bóng. Nó được bo cán rồi em, đó em xem thấy không, nó được bo cán rồi anh em này. Cái này thì chưa bo cán, còn cái này là đã được bo cán rồi này. Đó em sẽ thấy rõ không, cái này thì được bo cán rồi này, bo cán, còn cái này thì chưa này. Cái này giá của nó là 140.000, còn cái này là 180.000. Muốn đồ ốc titan thêm nữa là 40.000 nữa anh em nhé. Đấy, nó quá rẻ. Em thấy không, thấy không? Đẹp không? Cái này chắc bài nhá, chắc bài. Đó, còn cái này là chắc 8 này, còn cái này là chắc 8 anh em này. Cái này chắc 8 này, cái này là 140.000, còn cái này được bó càn rồi ấy là 180.000. Đấy, hai cái mẫu này ha. Nhìn thế này thì nó không khác biệt, nhưng mà nhìn kỳ này là bên em đã bó rồi anh em này. Chỉ cần một size, chỉ cần một sự bó nhẹ nhàng thì khi anh em cầm đến nó đã tạo ra một sự khác biệt cực kỳ. Đấy anh em nhé, cái này là 140, còn cái này là 180. Muốn đồ ốc titan nữa là 40.000 nữa anh em nhé. Tiếp theo là cái màu trực 8 tiếp. Màu này cũng là màu trực 8 anh em này. Trực 8 thì đấy là màu One hit nên là One hit trực 8 nhé. One hit trực 8 này thì là bên trái là chưa bó càn, còn bên phải là đã bó càn rồi. Đấy anh em thấy đúng không, có sự khác nhau đúng không. Đấy, cái màu này ấy thì là cái phiên bản mới, còn cái phiên bản cũ của em bán ấy thì nó rẻ hơn. Cái này phiên bản mới của nó là 130, còn bo càn đánh bóng thêm cái này là 170.000. Đấy, 170.000, đẹp chưa anh em. Đấy, quan hệ V1 nhá, trạc 8. Đấy, cái phiên bản mới của nó là nó có độ, có lỗ chắn thun này nọ này, nó rất là đẹp. Cái này là 130, còn cái này là 170 ha anh em ha, chắc 8 anh em nha. Đấy, tiếp theo này, tiếp theo là cái màu màu này là cái màu kiếm thân, như em cũng được giới thiệu rồi. Bên này là chưa bao càn, còn cái này là bao càn. Cái này là chắc 7 nhá, chắc 7. Đấy, còn cái này là chắc 7, cái này chưa bao càn là 140.000, còn cái này là 184.5, còn cái này là 185. Còn muốn đồ thêm ốc titan nữa là 40.000 nữa anh em nhé. Đấy, ốc titan đều là ốc titan hóa khí các anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái này chưa bao càn 145, còn cái này bao càn rồi. Em xem cái sự bao càn của nó này, nó mộng mơ luôn. Đấy, đẹp mộng mơ luôn. Là 185.000. Đấy, ốc titan nữa là 40.000 nữa. Màu này là màu sỏi hũ. Màu này là màu sỏi hũ. Đây, như anh em nhìn qua thì anh em cũng đã có sự khác biệt đúng không. Cái này thì chưa được bó, còn cái này thì được bó rất là đẹp rồi. Đấy đúng không, nó bó cực kỳ đẹp luôn. Này, chưa được bó càng, còn cái này được bó rồi. Đấy, em thấy không? Đây này, cái vết này là nó được bó rồi này. Nó bó rồi thì khi mình cầm nắm ấy, nó cực kỳ êm luôn. Tì này, đấy, nó êm lắm. Và ốm này, êm cực kỳ luôn. Cái màu này hiện tại bên em đang bán là mức giá là, cái này là 140.000, còn cái này được bó càng đánh bóng rồi ấy, là 180.000. Là được đồ nếu mà muốn đồ titan thêm là thêm 40.000 nữa. Đấy, tiếp theo là cái màu này. Cái màu này hiện tại bên em đang bán là 180.000. 180.000 thì 180.000 này bao cái này là 140.000 này, là chưa bao càn, còn cái này bao càn rồi này, là 180.000. Đấy, cái nét bó của nó này đẹp chưa, em sẽ đẹp chưa. Đấy, nét bó của nó này, cái này cũng là chắc bài nhá. Ôi em nói quá,
cái này là chặt 8 này, cái này là chặt 7 này, cái này cũng là chặt 7 này, còn cái này cũng là chặt 7 này em nhé, cái này cũng là chặt 7 nhé. Cái này là 140.000, còn cái này đồ mai thì 180.000. Muốn đồ titan, muốn đồ titan thì là 40.000 nữa. Ok em nhé. Đấy, tiếp qua màu tiếp. Cái màu này là hiện tại bên em đang bán ở mức giá là quỷ vương nhé. Quỷ vương hiện tại là nếu như mà chưa bó cả đánh bóng là cái này. Là cái này, cái này là 140.000. Còn nếu như bó cần đánh bóng rồi ấy, là cái này. Cái này là hiện tại là bán 180.000. Đây anh em xem kỳ ha. Này. Khác nhau giữa một trời một vực này. Một cái này thì là 180.000 được bó cả mà đánh bóng rồi. Còn cái này thì chưa. Cái này là chất 7.5 nha anh em. Cái này là chất 7.5, đẹp chưa? Này, vuốt này. Cái đoạn này này. Cái này này. Đấy, nó được bó này. Còn cái này chưa được bó này. Đấy. Cái ở này là 140.000, còn cái này là 180.000. Muốn đồ ông Titan là thêm 40.000 nữa. Đấy, tiếp theo là cái nã này. Nã này là nã A7. Đấy, như anh em xem ấy, thì bên trái là chưa được bó càn. Cái này thì được bó rồi. Bên phải được bó rồi. Cái này là 120.000, còn cái này là 160.000. Muốn đồ ốc titan thêm nữa, thêm 40.000 ốc titan nữa. Đấy, ốc titan thì đã bao gồm một đôi ốc titan 7 màu và một cái vàn chuyên dùng của nó. Vàn của nó thì bền lắm. Đấy, em nhá. Cái này là 120.000, còn cái này là 160.000. 60.000 thì được bó cản mà đánh bóng rồi. Đây là cái màu A7 em nhá. Còn cái này là chưa được bó cản là 120.000. Đấy anh em. Đó, ok anh em. Thì đấy là những cái màu mà hiện tại bên em bán nó rất chạy. Còn nếu anh em nào mà có nhu cầu mua xỉ hoặc là mua về số lượng từ 2 cái trở lên thì em sẽ có cái giá đẹp cho anh em để anh em mua về bán lại hoặc là chơi lại cho anh em ha. Còn nếu như anh em muốn lấy từ trên 5 cây đến 10 cây thì cứ alo cho em qua số điện thoại ở em ghi mở trên màn hình ấy, thì em sẽ nói rất rõ, em sẽ báo giá rất kỳ cho anh em về bán lại cho ra lời. Còn anh em nào muốn lấy mua lẻ hoặc là anh em nào mà đã mua bên em một lần rồi và muốn mua lần thứ hai thì anh em sẽ quay lại mua thì bên em sẽ có sự giảm giá riêng ha. Ok anh em, đến đây thì em sẽ nói qua quảng cáo những cái nã mà bên em đã bán rất là nhiều và muốn quảng cáo cho anh em đến tay cho anh em ha. Đến đây thì chúc anh em tràn đầy sức khỏe và nhiều đi sang thật là nhiều môi nhé. Chúc anh em sức khỏe.